rồi. Đã rồi. Đã rồi. Lấy con tê bánh trinh không quay kìa. Lấy con tê kìa đó. Cú phạm, nhìn kia chưa? Cứ mày. Rồi. Đây. Đường dưa nửa đã con đây này. Rồi, cắt đi cậu. Cắt lại cái bài này. Cắt đá mới lật được. Hai con. Ừ. Đây con đi con. Đây con đang mới bung con. Mẹ thủ phạm phạt cái dưa đây. Bắt ra đâu, bắt ra đâu. Bắt ra. Ấm vô lại cái hộp. Hả? Chị vô lại cái đem bắt đây. Con ở một rồi. Ở trong á. À, nhỏ gì. Ui đồ béo chứ nè. Dẫn thành chưa. Ừ. Ừ, hai con. Xíu béo luôn. Đấy, nó lưng mỏng cho nên. Vậy con đi lên đâu? Hả? Vậy đây con này kìa đâu? Con bò. Chị đưa. Ăn cho đỡ sờ này. Không còn con đi. Con ra sắp nữa đó. Ra mổ con đi. Con ăn được, con ăn được. Lấy cái bát đấy. Ừ, không tâm ăn đi thật. Ui này. Phả cả cái dưa của mình. Ngửa cái chi? Thả dưa lại sức. Ui đây này, đây. Ui này, đây. Con đi cái béo này. Con đi này. Quay nhé con. Còn thiếu chứ. Đấm kìa. Kìa phơ mấy đất kìa bạn. Không, đi xem có con nữa mà. Lấy cái giáo chặt cho nó đi hết được nữa. Lấy cái giáo nó xè như mấy năm đóng là cái mũi á. Ừ. Chứ... Đây, từ đây. Chỗ đây. Cái này zoom. Hồi nãy ăn nước mắm không? Không bao giờ ăn không? Ăn chứ, ở đây. Không, mình thì rắn mình ăn chứ. Nước mắm thì chưa. Ăn gì mới đủ kiểu nữa. Con nón. Kế. Con nón nhiều. Cái đấy là chữa đục nhiều. Còn như con là đục chủ nhật thật. Con này, một con trà đây này. Bắt con đi kìa đâu. Con đi có sữa con nữa, có đây. Cảm đáo thôi. Đây là con đuông dừa này. Mẹ cha bên này. Nhìn thì đẹp. Lật đi. Nhìn thì đẹp mà phá hoại. Con nón đây. Cả cây dưa đang ngon lành. Này, đây rồi ní cánh cưng. Ừ. Ní được. Đây là có ổ đây, một miếng một ổ đây. Bắt con này diệt cái đó nó. À, đừng có bắt cái ổ ní cái đó. Ô này. Đấy. Được chưa? Cái đi ạ. Con đi lấy nửa thôi, sắp rồi. Ngon. Không được. Ăn được. Cái đi đúng là vụt. Nó sẵn đấy là vụt lắm. Nửa luôn đấy. Từng đi mà không bắt là sau nó phá cái khác này. Ngon mà đồ mà. Rồi. Bọc ra luôn đi ta. Hân tổ, hân tổ như tổ kén này. Hân ra rồi, ra rang rồi. Ra rang nhá. Ra rang rồi. Cái này con đó cái này. Con đi giống như con nhồng tăm á hay. Ừ. Cắt cái. Đúng rồi. Ra rang rồi. Rồi từ đọt từ. Đọt dừa đang nón mà. Ừ. Em lấy đáy được, À đúng được, lăn dưới này. Anh nữa lại bỏ vô đi. Để cái lô. Cảm ơn chị. Ê, mày hả vừa ấy. Không, thôi, cho anh ngồi mà, cho anh ngồi. Này, có một ổ đấy mới, có cả lớn này. Hai ổ luôn này. Bóc một ổ ra cái đấy xem. Xem ổ. Thường thường như ổ thì là bắt đầu hắn lấy ra một ra con vậy. Ra rồi. Kén. Như có lẽ con ạ. Kén cái bắt. Đây ổ này. Ừ. Nhìn thấy nguyên đấy chưa rám không? Ừ, được rồi. Cứ anh cứ xem bóc cái bóc. Đây con này cho xem. Đấy. Con này con da. Xì đi. Con này con nón đấy. Ừ, con này con nón đấy. Ừ. Được, ăn luôn. Ai con này con nữa. Nhiều ăn được. Được. Con này gần ra rang. Cái phần làm tổ kìa bây.
Ôi con ồn lúc đó. Thế xoáy đều ấy. Từ từ. Cái đoàn này chia thành 3 khúc kìa bạn. Thế làm 3 cái đốn. Đốn gì? Đây là anh làm cái gì? Cái bằng gì? Má. Đây giờ anh sẽ. Tâm bọc cái tâm. Đang nở nhông. Đang nở đây. Nhông. Nhông thế lấy. Cương về rồi. Cương. Ơi. Để đi mà ngồi đi hơn này. Có một cái lạ mà mày ôm. Đây này, ôm này. Nhớ phải cũng phải cáo hơn tí. Ăn cái cuồn cuồn trọng. Con đi ra ra rồi. Con đi ra. Cùng hơi hơi. Ôi con đi con đẹp ngón này. Ừ. Chú ơi. Ngón. Còn đó. Mới đây câu. Ông bơ thằng Thảo thôi. Đi lật đi. Lật đi. Nó ăn dưa nó ngon lành. Từ đây chính là con đẻ đó có đường dưa. Nhìn thì đẹp mà phá hoại. Phá hoại đây. Thôi, bỏ bỏ vô cả đấy, bỏ vô cả cho nó ngắm cả đấy. Ba này ra coi tấm ăn con đuông sống. Người. Rồi. Ăn đây. Ngon thật không? Hả? Ngon thật à? Ừ. Cứ đi ngon thật không? Có không? Bèo nha. Bèo á? Ừ. Tao kiểu. Ừ. Được. Anh ăn được. Ngon nữa. Xíu nữa. Rồi, không, cầm đúng. Nếm thử. Cầm đừng ngoài ngoài mà. Ừ. Từ. Rồi. Mà. Còn đi xíu thật. Ở đây thì em ăn thịt, em ăn thịt đó. Ở đây hơi tàn nướng. Mẹ thối rồi. Ừ, cái giá. Nó giá cái